Xin chào cả nhà, chào quý ông bà và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có nội dung mới nhất về vụ mà Hồ Văn Cường á gây giống như mâu thuẫn với Phi Nhung á để được ra ở riêng khi tròn 18 tuổi. Cụ thể hôm nay nè, có bản tin như thế này. Thông tin Hồ Văn Cường xin phép mẹ Phi Nhung để được ra ở riêng khi tròn 18 tuổi đã dấy lên nghi vấn tình cảm mẹ con rạn nứt, đặc biệt là sau khi nữ ca sĩ đăng tải dòng trạng thái tố con trai nuôi mắc bệnh ngôi sao. Các bạn thấy không? Trước những ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng, một trong cuộc phỏng vấn, Hồ Văn Cường tiết lộ không phải do mẹ Nhung mắng mà mình sinh ra ở riêng đâu. Đây là ý định của cậu đã đủ ủ bấy lâu nay và mẹ nuôi hoàn toàn ủng hộ điều này. Mới đây, khi tham gia làm giám khảo tại một chương trình âm nhạc, Phi Nhung lại một lần nữa khẳng định lại thông tin này. Cô cho biết đã nhận làm con nuôi thì suốt đời cũng sẽ là con. Hồ Văn Cường, tôi thương nó nhiều lắm. Tôi mắng tôi chửi nó vậy chứ trong lòng tôi đau thế bà. Tôi đứng sau lưng con đến khi con trưởng thành. Phi Nhung bộc bạch nói như vậy. Bên cạnh đó, khi con chưa đủ trưởng thành, cô không muốn con bước ra bên ngoài. Như vậy rất nguy hiểm. Vừa phải ôn đại học, vừa phải đi diễn các sự kiện với lịch trình dày đặc nên Hồ Văn Cường có nhiều lúc rất xì tét. Hiểu được điều đó, Phi Nhung chưa bao giờ trách cứ cậu bé. Cô tâm sự, sau khi tôi la con, bây giờ nó rất ngoan và tập trung học. Tôi hứa với con rằng dù nó có ra ngoài thì tôi vẫn ở bên cạnh mỗi khi Cường cần. Như trước đó, vào ngày 10 tháng 2, Phi Nhung bất ngờ đăng tải dòng trạng thái bức xúc vì thái độ của con trai nuôi. Cô cho biết Cường không biết chào hỏi mọi người, không biết phụ giúp gia đình, thậm chí còn cấm các fan đừng quá chiều chuộng Hồ Văn Cường, bởi như thế nó sẽ mắc bệnh ngôi sao. Ngay sau đó, Hồ Văn Cường đã lập tức lên tiếng xin lỗi mẹ và giải thích những hành động của mình. Được biết cả hai mẹ con đã ngồi lại nói chuyện, ăn cơm với nhau và thấu hiểu hơn. Hồ Văn Cường cũng thường xuyên xuất hiện bên cạnh mẹ ở cả đời thường và cả trên sân khấu. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.